Dâu trần là một trong những cái phong cách trang trí mà mấy năm nay là tất cả cô dâu chú rể có điều kiện đều mong muốn, nhưng mà không phải là hệ thống nhà hàng nào cũng sẽ có được cái điểm treo để cho mình có thể treo lên trên được, và cái sự an toàn nó rất là nguy hiểm. Chính vì vậy cho nên mỗi lần treo trần thì huy động rất là nhiều nhân sự cũng như là những cái đồ dụng cụ chuyên nghiệp từ Ba Lan cho đến tất cả những cái thanh đà chớp. Thì những cái đơn vị mà kết hợp với những đơn vị mình để mà treo lên cái hệ thống này thì lúc nào cũng vậy, phải uy tín và làm hết tất cả mọi thứ. Mình quay lại cho mọi người coi những cái hậu trường như thế này để mọi người có thể tiếp cận hơn, đặc biệt là những em làm nghề có thể hình dung được một cái đám cưới lớn hoặc là trung bình thì mọi người sẽ làm như thế nào. Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy, có nhiều bạn là làm xong mà coi xong cái bắt đầu là nhái mẫu, là làm theo na ná rồi không tới, rồi đâm ra cái quay lại là nghĩ rằng là sản phẩm gốc nó lại không đẹp. Thật ra không phải đâu, do các bạn, nếu các bạn đủ điều kiện, đủ hết tất cả những trình độ cũng như kinh nghiệm thì các bạn sẽ làm một cái tiệc rất đẹp. Còn nếu không, các bạn nhái theo mẫu sẽ không bao giờ đẹp. Cho mình hy vọng rằng là các em mà đang nhái mẫu thì đừng có nhái nha, có nghĩa là chúng ta có thể dựa trên đó để nhìn để phân ra một ý tưởng nào mới, còn nhái là nguyên mẫu thì khó lắm, tại vì bên anh sử dụng nhiều hoa cũng như là nhiều cái hệ thống chuyên nghiệp mà các bạn bắt chước làm theo, mà bạn nhận ngân sách quá thấp đâu làm được. Cho các bạn nhiều tiền không sẽ làm được, mà ít tiền mà làm tốt thì không phải đơn vị nào cũng làm được, giống như công ty của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Có hoa cúc mẫu đơn, hoa hồng, hoa lan và rất là nhiều loại hoa, nói chung là tông này khá là xinh, bản thân mình rất là thích, hy vọng là mọi người sẽ luôn yêu thương, quan tâm và đồng hành cùng mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.